Xin chào mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Có rất nhiều anh em hỏi là cái đầu thua TV 360 của Viettel này có lắp được cho cái TV cũ hay không. Thì hôm nay sẽ dẫn mọi người đi lắp đặt cái TV cũ luôn. Đối với cái dòng đầu thu 360 Smart 4K TV của Viettel này thì tất cả những cái TV thường, TV cổ hoặc là TV Smart TV ấy, đều lắp được hết cái đầu thu như này. Đối với cái TV cổ thì mọi người phải sử dụng đến cái dây là dây AV nhá mọi người nhé. Dây AV. Dây AV như này. Nó có một cái đầu vào này, một cái đầu vào bọc ra. Đây là cái đầu cắm vào cái đầu thu 360. Và đây là cái đầu ra cắm cho cái TV cổ. Vàng, đỏ, trắng. Đấy. Đây. Mọi người, đây là cái đầu 360 nhá. Đầu này thì xem rất là ok. Alo. Vâng. Không, sao đây anh? Em có đâu, em có ở trung tâm đâu. Đi, mẹ chụp ảnh đi cách đấy độ 20 phút rồi. Lại đứt cáp à? Ngon quá nhở. Em không có đâu, bảo quay cận Hoài xem nó có về chưa để nó chuyển về cho. Vâng, lúc nãy em thấy nó đang ở trung tâm ấy. Vâng. Chú à, TV đấy phải đầu, phải cả đầu. Vâng. Cái loại ấy, cái loại mỏng thì không phải đầu à? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Cái hỏng đéo chứ không phải thay rồi. À, thế có thể mà không để cái thay cái em có này. Thôi lại tháo cái ca cộng của chú đi thôi. Thôi lấy cái đầu cái này hết chưa chú? Hết rồi. Rút rác không? Lấy rác không? Không, cái rác đấy không không được à? Không được. Nó là cái dây rác khác. Đợt này nhiều bưởi không chú? Bán được nhiều. Bán hết rồi. Bán hết rồi. Ca cộng, ca cộng bóng đá Việt Nam đéo xem được ca cộng. À, ca cộng mà chú Việt Nam không xem được. Xem được. V6 à, không có. V5 à, nó có đâu. À, nó bản quyền của VTV Cap. Ừ. Bản quyền của VTV Cap nó không cho xem là đúng. Thế thì còn cái đầu này thì điều nhưng khiến... mà nó còn tùy thuộc cái wifi có đợt nó trục trặc kém lắm. Nhưng mà đợt trước cháu thay cho được chưa? Ừ đấy, thay mới đây thì mấy hôm rồi nó kém rồi. Đợt này nó đứt cáp quang biển mà. Hả? Lúc đấy mà chú tắt đi bật lại thôi. Ừ. Nó đứt cáp quang biển. Thế thì như kiểu vào YouTube với lại Facebook là nó hay kém. Kém hơn so với mọi ngày. Ừ, kém hơn mấy hôm kém quá. Thì... À. Sao thì xem điện thoại chả rõ. Quay cuồng. Chú dùng ca cộng được lâu lắm rồi nhỉ?
Mấy năm mới chứ nhỉ? 6-7 năm. Xem được bóng đá Việt Nam rồi đấy nhỉ? Vâng. Nếu mà xem ngoài hàng Anh. Alo. Vẫn chưa được á? Vâng, thế để sáng mai em qua em làm nhá. Ừ. Vâng. Ở nhà á, chị ở đây này. À. Vâng. Vâng. Cái đầu này nó nhanh chứ nhỉ? Mọi lần phải cài mất mấy phút. Cái này nhanh nhỉ? Khỏe, cái mạng này nó khỏe. Lỗi này.